Quý vị đang tiếp tục theo dõi tạp chí Địa ốc trên kênh FBNC. Theo một khảo sát tại 13 quốc gia trong khu vực châu Âu mới đây, thì gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ không sở hữu nhà và cũng không có ý định mua riêng một căn trong tương lai. Người Anh và Đức chiếm phần lớn trong số này. Khảo sát của ngân hàng Hà Lan ING tại 13 quốc gia trong khu vực châu Âu cho thấy 48% số lượng người được khảo sát vẫn chưa sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào và họ cho biết họ cũng không có ý định mua nhà trong tương lai. Theo những người này thì vấn đề mua nhà là một vấn đề lớn. Đa phần những người trong nhóm không sở hữu nhà, chiếm khoảng 65% cho biết họ xem xét việc sở hữu một căn nhà là biểu tượng của thành công và cho rằng việc mua nhà không phải đơn thuần là quyết định tài chính. Người dân được khảo sát tại ba nước Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ý cho biết mua nhà là một biểu tượng của thành công cao nhất trong tổng số 13 nước được khảo sát. Anh và Đức là hai quốc gia có số lượng người hy vọng mua được nhà nhưng lại không có khả năng mua nhà cao nhất. 56% số người được khảo sát cho biết họ tin rằng họ sẽ không bao giờ có khả năng mua được nhà. Tại Anh thì giá nhà vẫn là một thách thức lớn đối với người dân Anh và thậm chí nó còn khó khăn hơn khi Anh thực hiện tiến trình Brexit, khiến cho giá nhà bất ổn định hơn và nó sẽ còn tiếp tục tăng giá trong mùa hè. Đức là nước có giá nhà rẻ hơn tương đối nhiều so với các nước châu Âu khác trong khảo sát. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì giá nhà cũng tăng mạnh, một phần là do Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ lãi suất thấp ở mức kỷ lục, tạo động lực cho người dân vay tiền mua nhà. Cũng theo ước tính của ngân hàng ING, giá bất động sản trung bình tại các thành phố lớn như Berlin, Hamburg, Munich và Frankfurt đã tăng hơn 60% kể từ năm 2010. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, thì cải cách thuế mới của Đảng Cộng Hòa sẽ có thể giúp giảm số lượng nợ khấu trừ lãi suất thế chấp nhà tại Mỹ trong thời gian tới, cụ thể là đối với những người mua nhà có giá trị tới 500.000 đô la Mỹ. Kế hoạch thuế mới của Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mang lại lợi ích cho giới doanh nghiệp, nhưng thực tế nó lại là tin kém vui cho lĩnh vực bất động sản, đặc biệt trong mảng nợ khấu trừ lãi suất thế chấp. Và một cải cách thuế mới này sẽ giảm một nửa mức khấu trừ nợ thế chấp đối với những hợp đồng mua nhà mới có trị giá lên đến 500.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, mức khấu trừ hiện tại vẫn duy trì ở mức 1 triệu đô la Mỹ đối với nợ thế chấp của những người sở hữu nhà hiện tại. Kế hoạch thuế mới này thực tế sẽ gấp đôi lượng khấu trừ thuế hiện tại. Điều này có nghĩa là ngày càng có ít người ghi nợ và chấp nhận khấu trừ lãi suất thế chấp. Hiện tại khoảng 21% người mua nhà lựa chọn khấu trừ thuế chấp, nhưng với khung thuế mới thì chỉ có khoảng 4% số lượng người muốn chọn lãi suất khấu trừ thế chấp. Đảng Cộng Hòa cũng cho phép các bang giữ mức thuế khấu trừ tài sản lên đến 10.000 đô la Mỹ. Khu vực bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất sẽ là khu vực phía Đông Bắc, bao gồm các bang New Jersey, New York và Connecticut. Đây là những thành phố có mức lãi suất nhà cao nhất và cũng là những nơi có giá nhà đắt đỏ nhất. Và khung thuế mới sẽ ít ảnh hưởng tới các bang ở miền Nam, bởi đây là những nơi giá nhà và lãi suất thế chấp tương đối thấp. Và đây là điều mà không giới đầu tư nào trong lĩnh vực bất động sản mong chờ trong cải cách thuế của ông Trump. Theo số liệu của Bộ Xây dựng thì từ khi luật nhà ở có hiệu lực vào tháng 7 2014 đến nay, đã có trên 750 trường hợp người nước ngoài được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà tại Việt Nam. Vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng kết quả này chưa đạt được kỳ vọng của Việt Nam khi quyết định mở cửa cho người nước ngoài được mua nhà. Đứng về phía những cái giao dịch mà CBRE thực hiện được thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ người nước ngoài mua nhà nó tăng lên khá là cao và cái quốc tịch của các khách mua nhà cũng rất là đa dạng. Thì chúng tôi thấy là sau 2 năm thì chúng tôi nhận thấy có những cái bước tiến thực sự là tích cực đứng từ phía người mua nhà, chưa kể là chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu hỏi mua nhà của người nước ngoài mà vì nhiều lý do thì những yêu cầu đấy cũng chưa được tiến hành thành giao dịch thành công. Thì để thấy rằng đứng về phía mặt thị trường thì những cái quy định mà cho phép người nước ngoài mua nhà nó không chỉ có tác động tích cực về mặt tâm lý của người mua mà có tác động tích cực thực sự đối với những cái giao dịch ở trên thị trường. Gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái mối quan ngại liên quan đến cái việc là chưa có những cái văn bản quy định cụ thể là dự án nào hay khu vực nào thì không được phép bán nhà cho người nước ngoài do liên quan đến những cái vấn đề nhạy cảm hay là khu vực quốc phòng vân vân. Thì cái này chúng tôi nghĩ là cũng về phía các cái cơ quan quản lý nhà nước thì cũng cần phải làm rõ sớm để mang lại một cái tâm lý mua nhà ổn định cho người nước ngoài. Thì chúng tôi cũng biết là có một vài trường hợp mà người nước ngoài họ đã mua nhà nhưng mà chưa được cấp một cái giấy tờ chính thức là do những cái dự án đó thì vẫn chưa nhận được những cái giấy phép bán nhà cho người nước ngoài chính thức từ các cái cơ quan quản lý có liên quan. Chúng tôi nghĩ rằng đây cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn, không phải là không được cấp mà là họ chưa được cấp là do những cái liên quan đến cái quy trình làm giấy tờ cũng như là làm sổ sách
của chúng ta đang 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 bị chậm. Trong những cái trường hợp này chúng tôi cũng đã nhận thấy có những cái sự phản hồi từ phía các cái cấp quản lý là họ vẫn đang trong quá trình xem xét, và về cơ bản thì là họ luôn luôn giải quyết theo hướng là có lợi cho cái hướng tích cực cho người mua nhà là người nước ngoài, nhằm khuyến khích họ. Đây chỉ đơn thuần là cái quá trình mà nó bị chậm thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là không có cái gì mà đáng phải quá lo ngại ở trong những cái trường hợp này cả. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút, ở phần cuối cùng chúng ta sẽ quay trở lại cùng các thông tin đáng chú ý như sau. Lợi dụng lỗ hổng quản lý, nạn cát tặc ngày càng diễn biến phức tạp. CTS Store không gian sống xanh hiện đại với mức giá phù hợp cho giới trẻ.